Mình vừa mới về một siêu phẩm CNV2, một cái con đá kim VSix Server. Phải nói là rất là hot hit trong thời gian vừa qua. Rồi, còn thùng xốp luôn nha. Đây là cái remote bỏ đi ra đây nha. Thùng xốp thì nó sẽ có cái xốp, có catalog, có một cái túi đựng điện nguồn đó. Rồi, và đây là cái máy của chúng ta ngày hôm nay. Mình cắm điện này rồi, gắn sẵn USB luôn đây rồi. Thì cái máy này, phiên bản này thì nó sẽ có cái thiết kế màu xám bạc rất là đẹp. Ở đây là phiên bản mà khi người dùng người ta mua, người ta không mua một cái USB Wi-Fi, nên cái con này chúng ta sẽ dùng mạng LAN. Muốn có Wi-Fi thì mua một cái USB nhỏ nhỏ Wi-Fi, Wi-Fi dongle của hãng nữa. Thì cái này là mình bán, là phiên bản này là người ta không mua cái đó nha. Rồi, thì giá rất là tốt luôn. Chỉ có 18 triệu 700 ngàn thôi. Rất là đẹp, như mới. Đây, chúng ta sẽ lựa chọn các cái menu, hoặc là các bạn cài cái app chúng ta điều khiển. Thì mình đang gắm dây mạng lên vào, chúng ta xài app điều khiển được. Còn nếu chúng ta xài bằng remote thì chúng ta chọn Music Library, phát nhạc từ USB á, thì chọn cái USB nó đang có. Có hai lỗ cắm USB, cả trước cả sau. Bây giờ để mình gắm, mình quay ra phía sau cho các bạn xem luôn. Đây, nếu chúng ta muốn có Wi-Fi thì chúng ta mua thêm một cái USB Wi-Fi dongle, chúng ta gắn vào đây. Đó. Đây là ngõ gắn dây mặn lên. Đó, mình đang gắn mặn lên, nó đang sáng đèn chớp chớp này. Đường vào của nó thì nó có đường vào cho chúng ta chơi các cái thiết bị ngoại vi bên ngoài, như là TV là cáp quang, hai đường cáp quang, đồng trục hai đường, máy tính một đường. Đường ra chúng ta sẽ có đường 35 và RCA. Rồi, bây giờ mình kết nối cái dây vào. Giá rất là tốt luôn, 18 triệu 700. Bật được cái âm ly vừa tiền này thôi. Chúng ta test những cái đồ rẻ tiền thôi để chúng ta nghe, để thấy được cái sức mạnh của cái dòng CNV2 này nha. Màn hình hiển thị màu rất là đẹp. A cow with a mouth of wine. High above him there's a swallow winging sweetly through the sky. How the winds are laughing, they laugh with all their might. Love and love the whole day through, and have the summer. Donna, 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 Donna. Stop complaining, said the farmer, who told you work up to be? Why don't you have wings to fly with, like the swallow so proud and free? How the winds are laughing, they laugh with all their might. Laugh and laugh the whole day through,
and have the summer's light. Donna, 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 Donna. Mình cài đặt cái phần mềm mà stream MyGig này này, phần mềm có chữ xanh xanh này các bạn này. Chúng ta sẽ vào để kết nối với smartphone, chúng ta điều khiển bằng smartphone nha. Khi hết tác quay nó tìm cái thiết bị cùng một mạng thì nó sẽ tìm ra. Rồi sau đó chúng ta sẽ lựa chọn. Đây, để mình vào cái mạng. Đây nó là CNV2 đây. Chúng ta có thể lựa chọn cái menu này, các music library giống như trên remote thôi, nhưng mà nó sẽ hiện trực quan hơn. Đây, ví dụ nó hiện ra cái màn hình trên điện thoại chúng ta, nó sẽ là màn hình lớn hơn, rất là đơn giản dễ xài. Này, ví dụ mình chọn bài nhạc. What have I gotta do to make you love me? What have I gotta do to make you care? Chúng ta cũng có thể bấm trên remote trở lại cũng được. Có nghĩa là chúng ta xài cả remote, cả app song song cùng một lúc đều được nha. Và câu này vẫn hỗ trợ các bạn xài qua cái Tidal, qua Run, rồi Apple Music rất là nhiều. Chung là nó quá tiện lợi đây. Và chúng ta trên Spotify thì chúng ta cũng sẽ chọn nhạc. Chọn nhạc thì chọn CNV2 như thế này, bấm kết nối thì nó phát nhạc rồi nha. Chung là một cái con rất là đáng để chúng ta xài, quá hợp lý so với cái tầm tiền. Là bây giờ mình sẽ kết thúc video này tại đây. Mình hướng dẫn cho các bạn cái nếu chúng ta không chúng ta muốn làm về thì chúng ta sẽ cài đặt đây Home, chọn setting, rồi chúng ta sẽ chọn audio. Đây chúng ta sẽ chọn cái chế độ là digital pre amplay mode. Chúng ta on thì chúng ta sẽ chỉnh được tăng giảm âm lượng. Đây ví dụ on thì chúng ta sẽ thì ta trở về tầng Home này. Để bây giờ phải bấm vào một bản nhạc đây để các bạn sẽ tăng giảm âm lượng được trên đó. Màn hình màu hiển thị rất là đẹp. Chơi được đa thể loại nhạc rất là hay. Con nắng lúa đẹp nghề có tình quê hương. Anh ơi mau sống lên bình minh còn đợi, ruộng nương còn nắng trời.
Số điện thoại dưới góc màn hình, đừng quên đăng ký để không bỏ lỡ video mới nhắc đến từ kênh của Nguyên Hồng Audio. À, những cái USB này bên mình cũng có bán luôn nha, loại 128GB là 800.000, còn cái loại lớn hơn là SSD 1000GB 2.500.000. À, thì 1000GB thì chứa được khoảng 15.000 bài nhạc, có nhạc Việt, nhạc quốc tế, nhạc đi nữa, còn cái loại 128GB này chứa được khoảng 2.000 bài nha.